lớp này không thuộc vào ngành học của mình. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you. Cộng đồng cựu sinh viên ở trường mình rất là quan trọng. Hello. Mình chợt nhận ra là mình chưa bao giờ giới thiệu về bản thân mình với các bạn. Nên là bây giờ bọn mình sẽ cùng get ready với nhau và mình sẽ nói thêm về bản thân mình cho các bạn biết nha. Mình tên là Trâm Anh, mình hiện tại đang là học sinh năm cuối tại trường Đại học DePaul và ngành học của mình là Communication, truyền thông. Trường mình là Liberal Arts School, dịch ra là trường đại học khai phóng. Nếu các bạn chuẩn bị đi du học thì mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu về cái này đầu tiên, xem là mình nên và sẽ thích hợp với loại đại học nào hơn để apply. Ở bên Mỹ thì có hai loại chính là Liberal Arts School và National University. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn về cái này thì mình sẽ làm một video về chủ đề này nhé. Mình đang trên đường đi học lớp đầu tiên của mình. Lớp đầu tiên của mình là lớp tiếng Pháp. Lớp này không thuộc vào ngành học của mình, nhưng mà vì mình là năm cuối rồi và mình cũng đã hoàn thành xong tất cả các tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp với cái bằng của mình, nên là bây giờ mình thừa tín chỉ để học những môn khác mà mình thích. Mình học lớp tiếng Pháp ở East College. Đây là tòa nhà cổ nhất ở trường mình và chuyên dành cho các lớp ngôn ngữ, cũng như là một trong những hình ảnh đại diện cho DePaul. Mình vừa học xong lớp đầu tiên trong ngày rồi và bây giờ mình sẽ đi thẳng đến chỗ làm luôn. Chỗ làm mình cách chỗ học chắc tầm khoảng 2-3 phút đi bộ gì đấy, ngay gần đây thôi. Đây là tòa nhà dành riêng cho cựu học sinh sinh viên của trường mình. Thế đây chính là văn phòng của mình. Công việc chính của mình chính là phụ trách mảng ngoại giao và quan hệ giao tiếp với cả những cựu học sinh cũ của trường. Có thể nói cộng đồng cựu sinh viên ở trường mình rất là quan trọng. Họ chính là những người đã giúp quyên góp một số tiền rất lớn để xây dựng trường. Ví dụ như có những người đã 83, 84 tuổi rồi và họ từng là học sinh cũ của trường mình. Họ đã quyên góp phải hơn 100.000 đô vào trường. Để vinh danh họ thì trường mình thường sẽ đặt tên những cái tòa nhà mà họ xây dựng ở theo tên của họ. Mình làm từ 11 giữa trưa đến 2 giữa chiều sẽ đi thẳng đến lớp tiếp theo ở lớp Logic. Mình học lớp này tại tòa nhà Julian. Julian là tên được đặt theo ông Percy Julian. Tòa nhà Julian là tòa nhà dành riêng cho học sinh học khoa học như các môn toán lý hóa hoặc là khoa học máy tính. X, Y, Z, which I haven't talked about too much, and I will start talking about them more, including today. Those are individual variables. Okay. They can sort of stand for any. Mình vào học xong lớp thứ 2 trong ngày rồi.
Và giờ mình có một meeting trong khoảng 10 phút nữa. Chỗ mình họp thì ở ngay bên kia, bước sang chắc tầm khoảng 3 phút. We came up with two communication strategies. The first one is for the first communication is before coming on campus, and the second. Cuối cùng thì cũng đã xong và giờ mình sẽ được về đi ăn. Thật ra không phải ngày nào của mình cũng bận như này đâu, nhưng mà thường thì cứ thứ hai, thứ ba là mình sẽ bận nhất tuần. Đây là nhà nữ sinh của mình, hay còn gọi là sorority. Nhà mình là Alpha Chi Omega Chapter. Hệ thống Greek Life ở bên Mỹ là một trong những văn hóa rất nổi tiếng của họ. Và mình thấy là nếu đã được đi du học Mỹ thì nên trải nghiệm cuộc sống Greek Life nếu mà có thể, vì bạn sẽ được hiểu và biết thêm về văn hóa này. Nó cũng sẽ có những điểm giống và khác so với những gì bạn thấy trên phim ảnh. Nên là mình sẽ nói kỹ hơn về cái này ở video tiếp theo. Các bạn hãy subscribe kênh để biết thêm về nó nhé. Giờ mình đang trên đường đi học lớp cuối cùng của mình, đó chính là lớp film. Kỳ này là kỳ đầu tiên mình học lớp tối nên là cũng thấy không quen lắm. Giờ cái lớp này cũng khá là vui vì mình được học thêm về cách làm phim. Okay, on the left, this is improperly color balanced. Basically, what happens is if you're indoors and you are lit by tungsten lights and you're set to daylight. Xong rồi. Bây giờ là 9:50 tối rồi và đây cũng là lớp cuối cùng của mình. Thế nên là bây giờ mình sẽ chỉ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi ngủ thôi. Nên là hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye.